Chào mừng quý khách hàng đến tham quan mua sắm và nhận quà tại showroom công ty máy tính Robo. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất, lắp ráp máy vi tính để bàn, máy chủ thương hiệu Robo, là trung tâm phân phối và bảo hành sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin. Chúng tôi luôn có những chương trình bán hàng ưu đãi, hấp dẫn phục vụ quý khách hàng tại showroom từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. 30 phần quà giá trị dành cho những khách hàng đầu tiên trong ngày như túi xách thời trang, phần mềm diệt virus, bình nước giữ nhiệt, áo mưa, nón bảo hiểm v.v. Nhận ngay phiếu mua hàng giảm giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng dành cho sản phẩm laptop hoặc máy tính để bàn Robo khi quý khách hàng đến tham quan showroom. Đồng thời, khi mua laptop tại Robo, quý khách hàng được tặng gói dịch vụ bảo hành tận nơi với thời hạn 1 năm trị giá 660.000 đồng. Đặc biệt, hàng tháng chúng tôi có tổ chức chương trình bán hàng 3 ngày vàng giá sốc với những ưu đãi lớn, được trợ giá trực tiếp từ các nhãn hàng nổi tiếng như Toshiba, Dell, Lenovo, Samsung, Acer, v.v. Với tất cả các mặt hàng như là laptop, máy in, màn hình vi tính, USB, chuột không dây, bàn phím, loa, tai nghe, v.v. Thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán và thời gian chương trình được cập nhật đầy đủ thường xuyên trên tờ rơi hoặc tại website www.siêuthinotebook.com.vn. Công ty máy tính Robo hân hạnh chào đón và phục vụ quý khách hàng tại showroom công ty 106-108 Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.